Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Ăn Vặt Sài Gòn về du lịch. Hôm nay mình xin quay ngày Tết Dương lịch đó. Theo quay chị Mai có gì hấp dẫn cho cả nhà cùng xem nhé. Để khách rất đông rồi cả nhà. Lời đầu tiên nhé, đầu tiên là cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn bước sang một năm mới an khang thịnh vượng á, làm ăn phát lộc phát tài hơn cả nhà. Ai ký bài vậy? Mở ký bài rồi. Ơi. Đặt ra luôn. Nước cái bà rõ rồi, em nhiêu tiền? 170. 170. Nhà tiền này đó. Đợi lấy nước cái bà rõ. Đem nước cái bà rõ. Khách lên mua nguyên cái đầu heo ba bạn trẻ này. Thịt heo hôm nay ra quá trời luôn này, sườn đầy đủ hết. Mày đổ heo á, phải nhặt nhặt. Ủa sao? Ăn cái đầu ăn cái gì nữa không? Bây giờ chị Mai là ra cái đầu heo cho một vị khách trẻ đó, xinh gái cả nhà, cũng mua nguyên cái đầu heo. Mày chờ con từ coi nha, cứ làm nha, cứ làm cái đâu á. Đây. Ừ, thôi.
nguyên cái đầu heo to cả nhà. Con trai giáo thủ đang ở trong ra cái đầu heo cho khách cả nhà. Nguyên cái đầu heo 600.000. Khai xuân đầu năm cái đầu heo. Sụn ngon là 200 ngàn, nó tiêu chơi nó cho nó 200 ngàn. Em đi mua đầu heo về. Cái nào đừng bỏ gì.
đây mấy bạn này là mua nguyên cái đầu heo 600 ngàn. Rồi về ăn ngon miệng nhé. Để bảo mì. Mì có không?
này Tết vừa mà lại khách người mua heo rất đông. Cuối giờ quay khách là không ngừng. Một ký sườn non là 300 ngàn đúng không? Tiên hai lỗi thì 300 ngàn nữa là 600 ngàn rồi, nó đi đi nó rơi tiêu chân lại lại đi đủ rồi đó, đủ lên con, nó đủ lên nên lại tôi làm điền nha. Chú 100 ngàn ba đội nha chú. Giờ con xíu con đi xếp đồ nó đi trễ quá rồi, để rồi nó bỏ con cái gì vậy. Lấy 2 phần 3 được không chị? Lấy 2 cái rưỡi hay sao? Không, lấy hơn nửa cái thôi à. Không được. Một cái nặng bao nhiêu chị? 1 ký, ký 1. Ký 1, ký 2 thì không hơn. Bà đó có nạc á. Nạc á. Bán không bán lẻ. Có nguyên cái không hả? Đúng rồi, này bán 200 ngàn ký rồi, bán cái lẻ. Đâu rồi chị? Lừa lừa cái này nhỏ nhất đó chị. Lừa nhỏ nhất em chị. Cái móng không này có hơn móng không được vậy? Có. Thôi thì lấy móng không đi. Móng không thì lấy còn này. Cái nữa, cái nữa. Cái hơn. Cái hơn. Cái móng nhỏ. Cái này 40 ngàn anh ơi. 40 ngàn. Anh ơi 90. Anh lấy cái chim vậy đi vậy. 90 hả vậy? Chị chặt giùm được không? Chặt. Ủa anh tỷ không còn mở giò anh tỷ. Hãy
đúng rồi, rồi đơn hàng hơn. Cái đó chị chặt thành hai giùm được không? Chín người hả đây? Mai có làm vỏ bánh mì bao lại luôn rồi. Hôm nay bà chủ bà chơi nổi hơn năm ngoái, năm mới. Bánh mì làm từ thiện còn dư hết tử tế gì đâu, mai nữa. Rồi đó, đủ rồi, đủ ra. Mà trước sau chắc mình cũng làm vậy cho nó đẹp. Ai cho bỏ rồi gì đó có mua con. Cái này bao cho ai? Ba ổ ngoài trước hả? Đâu chứ chưa? Ba ổ ngoài trước chơi với mẹ mẹ ơi. Mẹ ba ổ cho này. Con ơi lấy tiền là gì đâu có ai nha. 45 ngàn. Má lấy con 600 ngàn. Rồi tính ngon rồi cô. 100 ngàn 2 gói luôn. Em có từng chịu chơi hơn năm ngoái, đầu tư vỏ bao bánh mì. Không. À, không. Đầu tư vô đó. Trước sau vẫn vậy thôi. Dạ. Thống đi không thay đổi gì hết, trước xa dần vẫn vậy. Rồi hai gói để cho 100 ngàn mình coi. Kế kia 200 thành kia kiếm nước rượu rồi thằng ơi, nước còn thấy. Em thấy là năm mới là chịu, thứ nhất là chị chịu chơi là đầu tư hẳn iPhone 12 để về bán heo quay, là chị biết rồi, thay đổi phong cách rồi đó. Rất chịu, rất chịu chơi. 50 ngàn chạy không? Lấy cho 50 ngàn chạy không? Lấy được cái này đi cho bạn. Nó này có gì 102, dạ 130. Nó ghi nhiều rồi. Giò nó có da lửa. Có 80 ngàn. Rồi, nó ghi. Đó con. Trời ơi.
iPhone 12 chưa nhận hả chị Mai? À chưa có luôn, cúm nọ giờ chưa về. Đặt hàng mà thấy lâu nhỉ? Chặt em 2 vùng xương nữa vậy mày. Tại đây đã có xài trước mình có xài sau. Vâng. Hôm nào về mang về nhớ mang ra bán heo quay đập hộp tại quầy heo quay nhá. Nhỏ lớn thấy mà. Chặt em 2 vùng xương nữa. Là 220 đúng không? Đúng rồi. Cho khán giả biết là đúng bà chủ heo quay là chịu chơi cỡ nào. Rồi, nói rồi, chị chịu chơi rồi. Đúng rồi, đầu tư hẳn iPhone 12 để bán hàng heo quay, nghe điện thoại nhắn tin này. Là ok rồi. Ừ. Đây bạn này, bạn là anh này anh còn biết này, đó, chịu chơi. Cái chân có đập 2 cái rồi thế hả? Dạ. Cái chân đập 2 cái trước rồi thế hả? À vậy à. Chân đập 2 cái đó, hào chứ nó làm gì đó. Dạ. Em không để ý. Trời ơi. Kệ mình cứ mua điện thoại xịn về mình để nhắn tin cho nhanh á, mấy cả bán hàng cho nhanh. Chị thì đó giờ chị xài nhiều khi em thấy chị nghe cái kia mà cứ alo mà nghe hoài không ra lời á. Đấy nó chị xài đấy, chị xài người ta xài 10 cái chị xài đấy. Thứ hai một cái chị xài tới 10 cái. Dạ. Yeah. Thì bà cứ mở nó vô á. Mau hư lắm. Nó mở nó vô là nó bị giảo nữa. Mấy ngày này em biết không nó mở vô lẹ lắm. Dạ. Yeah. Mau hư lắm. Dựa lấy đồ đi Dựa ơi. Lấy đồ không có mở xuống đi tôi về coi. Rồi. Chặt ra luôn. Ba miếng già này với
Đi theo quay dọn mà. Đúng rồi, đi ra thôi chị. Khó chặt chị. Chị Mai. Gì? Miếng da đó với miếng quay giòn rồi. Chị thấy vui tích. Nhiều có mấy miếng đó. Chặt lại đi. 50 thôi. Ít thôi, đúng không? Đúng không? Ít thôi, 30 thôi, còn miếng không quay nữa chị. Miếng da. Ờ, hết là 50 quá. Mai thiếu không thì trả thiếu quá ha. Hết tiền rồi. Em chỉ biết. Mình khóa em phải ăn của chị. Đúng rồi. Ok phải không? Rồi lấy thêm có miếng dạng dầu. Mối à, rối dạng. Mối rồi, không biết. Cái này miếng dạng. Rồi, cái này là 40. Cái này là gì? 40 với 30 là 120 chị ơi. Chắc móng là... Móng bên này nè, không có móng mà có giò thôi, không có móng đâu. Đó đầu heo đó. Giữa đầu heo hết luôn hả Dược? Rồi giờ là lên. Chị là chị. 800 ngàn đó chị, 400 ngàn đó chị. Sao thắc mắc sao không? Nói cho. 200 ngàn ký, 400 ngàn, 800 ngàn. Mà dọc cái đầu heo mà. Tôi cái này như lạc. Cái sườn như lạc. Cái sườn dụng 20 á, còn cái sườn nguyên là 30 á. Cái sườn nhỏ nhỏ là 20, còn cái sườn hồi nguyên cộng là 30. Cái sườn nhỏ nó bán rẻ đó, nó cũng ngang nửa 300 đó, không có thua đâu, tại bán rẻ đâu. Mấy ổ mì vậy con? Đi 2 ổ không con? Cái này quá à. Cái này là 30 này. Mua 20 ăn ngon lắm các con. Đó gấp 20 đi đó. Gấp thì mai đi. Có sườn ngon lắm. Năm mới là có người đến khai xuân cho chị Mai cái đầu heo, nguyên đầu heo ở trong năm nay bán đầu heo nhiều. Ngày nào bắt đầu heo nguyên mà làm quá. Mua nguyên cái luôn á. Ừ, bán vải chị. Bán vải. Đầu heo siêu to. Làm quá đáng. Quá đáng. Ừ, tôi mua cái đầu heo được. Cái này là 60 ngàn. Chặt chặt không? Không, lâu lâu cũng có khách phải mua nguyên cái chứ, tại vì thường mua lẻ không. Không có lừa, không có hoài này em chú ý á. Hôm qua cũng mua hôm qua mà ship hết 1,5 cái, giờ chị bán lẻ đi, 2,5 cái rồi cũng mua, 3,5 cái. Lại nhà mua á. Dạ. Cũng hoài mua nhiều lắm. Đó chắc rồi. 6 là 3 là 9 luôn. Chị cho 100 ngàn ta gọi được không chị? Ở đâu chị? Cái nào cũng thường hết trơn á. Cái giò cái này 220 ngàn nha, chặt con bỏ lên 120 ngàn mới đổi. Dạ, cho em cái mỏng ha. Ừ. Đây bỏ mì. Đổi rồi. Rồi chặt luôn. Đó cho cái cái đeo luôn phải.
Giò rất ngon, to. Cái này nhiêu ký vậy? 200. Đây ký. Không ngừng luôn này, đợi mua heo này, ngày Tết dương lịch đó. Có gì ba nội hả? 100.000 ba gọi. Cho em cái mỏng mỏng đi. Ừ. Chị, cái gì? 220. Ừ. Thì hỏi chị nó biết. Có giận. Quên chị lên đó không? Rồi, 100.000 ghét đi không? Dạ. Ngày qua nhiêu ký vậy chị? 350. Giờ lấy ký anh. Cũng 300 gram thôi qua. Tiền này, tiền này. Đây 3 gram heo quay lâu rồi chị nào. Mai á, chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành công hơn trong công việc, phát lộc phát tài nhé. Cô chú anh chị và các bạn ai chưa đăng ký kênh nhé, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé và like ủng hộ mình nhé. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều.